mình phát hiện ra ở đây có một cái hàng gì nó đục chưa này. Wow, bây giờ mình sẽ đây, không biết hàng cái con gì to chưa này các bạn ơi. Wow, đây mình có cái sắt này các bạn. Mình thò ra xem có con gì không các bạn ơi. Ui, ui các bạn ơi. Ui ui, ui ui, ui các bạn ơi. Wow, à, ra là hai con cua này các bạn ơi. Đây này. Ui, hai con cua to chưa này các bạn ơi. Hai con cua đồng đấy các bạn. Ui đây đây đây, nó đại chạy vào hai con rồi này các bạn ơi, khôn chưa này. Wow, mình có cái sắt rất là thần kỳ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt mình cho vào cái hộp nhựa của mình nhé các bạn nhá. Cua to chưa này. Đây mình sẽ cho cái hộp nhựa này của mình các bạn. Đẹp chưa này. Wow, một con cua rồi. Bây giờ mình sẽ đi bắt tiếp nhá các bạn nhá. Nào đi ra đây xem này. Ui các bạn ơi. Ui, mình phát hiện ra ở đây có một con gì này các bạn ơi. Ui, con ếch ấy các bạn ạ. Ôi, ở đây lại có một con ếch đồng nữa này các bạn ơi. Ui, đây đây đây, bơi nhanh chưa này. Ui, con này là cái mồm nó làm sao các bạn ạ. Ôi, hay nó đang tập thể dục buổi sáng này các bạn ơi. Đấy, các bạn có thấy không? Nó tập thể dục buổi sáng đấy. Ôi, nó vươn vai lên này các bạn ơi, hay chưa. Nào, bơi rồi các bạn ạ. Bơi nhanh chưa. À, xem con ếch này nó bơi đi đâu các bạn ạ. Ui, bơi nhanh thế. Ui, đúng là bơi ếch luôn các bạn ạ, bơi rất là đẹp luôn. Đây rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái vợt này mình bắt con ếch này nhá các bạn nhá. Đây rồi các bạn ơi, mình chụp được rồi. Wow, mình lần mình bắt được con ếch này. Wow, các bạn ơi, mình đã bắt được con ếch buổi sáng này các bạn ơi, to chưa này. Wow, một con ếch đồng nhá các bạn ạ. Đấy, rất là to luôn. Đây, mình cho vào cái ô nhựa này của mình các bạn ạ. Ở đây mình đã phát hiện ra, ở đây có một con cua con nữa này các bạn. Wow, con cua này còn bị chết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi săn các con vật tiếp nhá. Chạy vào các bạn ạ. Nào, tiếp thôi. Đi tìm các con vật tiếp nhá. Bây giờ đây xem nào, các con cua nào không các bạn ơi. Mình phát hiện ra ở đây có một con cua màu xanh này, đẹp chưa này các bạn ơi. Ô, cái càng nó đang ăn cái con gì này các bạn ơi. Ui đẹp chưa này. Wow, đây này. Đấy, cái ấy, ui. Ui con cua màu xanh đẹp lắm các bạn ạ. Wow, mình sẽ bắt con cua này các bạn ơi. Đẹp thật các bạn ạ. Đi bắt cua buổi sáng này các bạn ơi. Wow, cha cha đẹp chưa. Ui con cua màu xanh này. Ồ, cái lưng của nó màu xanh các bạn ạ. Mình cho vào đây nhá. Cho vào cái ống nhựa này của mình các bạn ạ. Mình có cái ống nhựa rất là to luôn. Mình đựng được hai con cua một con ếch các bạn ạ. Cho vào đây. Đậy vào. Nào, giờ mình sẽ đi tìm cua tiếp thôi xem nào. Ui các bạn ơi. Ui, mình gặp một cái hang này các bạn ạ. Ui, ở dưới con cua nó phòi lên này các bạn ơi, hay chưa. Ui cái hang của nó sâu lắm các bạn ạ, mình chọc tay này. Wow, con cua này nó bò đi đâu các bạn ạ. Ui nó định bò ra cái chỗ vật của mình như thế này. Ở trong hang mình phát hiện ra nó bơi ra ngoài các bạn ạ. À, đây rồi, mình bắt được đây rồi các bạn ơi. Cho vào đây. Nhiều cua quá. Ui các bạn ơi. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ra, ui ở đây lại có một con ếch thế này. Ui không biết con ếch ở đâu nó bơi ra này các bạn ơi. Ui to chưa, con ếch này cũng to lắm các bạn ạ. Hay chưa này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vồ con ếch này. Ui vồ chưa tôi các bạn ơi. Cho nào. Ui đây. Mình đang định vồ nó nhảy được các bạn. Đây rồi các bạn ơi. Mình lại vồ được một con ếch rồi các bạn ơi. Hay thế các bạn ạ. Cái cánh đầu này buổi sáng các bạn ơi. Bắt được hai con ếch rồi. Đây này, để mình vào cho các bạn xem này các bạn ơi. Ui trời các bạn ơi, ba con cua hai con ếch to lắm các bạn ạ. Đấy, hình như mình nhìn thấy cái chân của con gì ở đây rồi các bạn ơi. Mình nhìn thấy chân một con cua nó ở dưới cái bèo này các bạn. Đây này, nó đang trú ở dưới cái bèo này các bạn ơi. Đấy, nước trong một cái này. Đấy, nó cứ tìm bèo nó trú đấy các bạn ơi. Lộ ra một con cua đồng ấy rồi. To chưa này. Cua càng luôn nhá các bạn nhá. Ui, chạy đi đâu được. Cua đồng đây rồi, cua đồng chỉ kiệu luôn các bạn ơi. Mình cho mình bắt được hai con ếch các bạn ơi. Ui tiếp xem nào. Ui đấy nữa này các bạn ơi. Ui sao con cua này nó sao nó đứng yên này các bạn. Bây giờ nó mới chạy luôn các bạn ạ. Hay chưa này, con cua này nó bị làm sao, yếu lắm các bạn ạ. Không phải đâu. Nước nó lạnh các bạn, buổi sáng sớm này nước nó lạnh nên là nó vậy đây các bạn ơi. Đây rồi, mình sẽ lại cho tiếp vào cái ô này của mình các bạn ơi. Đừng nhiều quá các bạn. Nhiều chưa này. Hai con ếch này. Chụp con cua rồi các bạn ạ. Đẩy vào nhá. Đi săn đi. Các con vật tiếp thôi các bạn ơi. Đi ra đây xem nào.
Ui, thế như mình phải cho một tí nước đây cho con ếch này nó bơi các bạn. Để nước vào đây. Wow. Cho nước vào đây các bạn. Cho cua mấy ếch nó sống các bạn ơi. Ui, mình tát nước vào các bạn. Đấy, cho cua mấy cả ếch nó sống này các bạn ạ. Rồi, giờ mình sẽ xách đi tìm con vào tiếp thôi. Đây rồi các bạn ạ. Đây, ui vết cua này các bạn ơi. Đây, hình như hang nó đây sao các bạn ơi. Ui, vết của nó ở đây không biết nó hang đâu nhỉ. Mình sẽ đi tìm xem nào. Ui, à, hang đây các bạn ơi. Hang to lắm. Hang đây rồi. Sâu nữa các bạn ạ. Không biết là có con cua nào không. Ôi, không có con gì luôn các bạn ạ. Ôi, mình bị lừa rồi. Mình bị con cua này nó lừa hang rồi các bạn ạ. Đây các bạn ơi, hang này là chắc chắn là có cua đây các bạn. Đục này. À, phát hiện ra cua đây rồi các bạn. Đấy. Có cua không biết có to không này. Hang này không biết. Ui các bạn ơi, ui. Mình thọc cái móc vào làm con cua luôn. Nó khỏi ra luôn rồi các bạn ạ. Ô, mình thử xem nào. Xem ở bên dưới còn con cua nào không các bạn ơi. Ui, hình như vẫn còn đấy. Ui, con cua kia nó trốn ra kia rồi. Mình phải bắt con ở đây đã. Ui, con cua to lắm các bạn ạ. Ui, đây rồi các bạn ơi. Hai con một chỗ các bạn ạ. Ui, hình như vẫn còn một con nữa các bạn ạ. Bé con hiền các bạn ơi. Ui, bé con hiền các bạn ạ. Hay quá các bạn ơi. Một cái hàng cua này có bé con cua liền các bạn ơi. Đây rồi, mình rửa sạch sẽ đi ra. Một con nhá. Cho vào đây. Wow, cho vào đây của mình. Đây nữa này các bạn ơi. Ui, hay thế các bạn. Đây, hai con hiền các bạn. Đây một con nữa đây. Một con nữa nuôi lên nó ra nó chạy đây là các bạn ạ. Đấy, nó lẩn vào đây này. Chạy đi đâu được. Ấy. Bắt cua đồng buổi sáng sớm thích thật các bạn ạ. Bác con ở trong một cái hang. Cho vào các bạn ạ. Mình sẽ đi săn lùng tiếp nhá các bạn nhá. Ồ đây rồi. Mình lại thấy một cái vệt hang này các bạn ơi. Đất mới tinh này, vừa mới à hang đây rồi các bạn ơi. Ui, hang là ở bên dưới này. Mình lại móc tiếp xem nào. Ui, cái hang này nó sâu quá. Đấy. Chọc vào một cái là nó thế. Sao ấy các bạn. Nó có chăm là cũng là có cua ở đây rồi. Vẫn chưa lên được các bạn. Gần ra rồi các bạn ơi. Ui. Cao sao đấy. Đấy. Đây rồi. Ui, các bạn ơi, con cua to chưa này. Wow. Ui, cua rất là to luôn. Ui, chạy à. Chạy trốn mình rồi các bạn ạ. Bắt cua đồng đây các bạn ơi. Hay chưa. Wow. Xem này các bạn ơi. Ui, thành quả của mình này các bạn ơi, nhiều chưa, hai con ếch này. Rất nhiều cua rồi các bạn ạ. Ồ, bây giờ mình sẽ mang cua mấy cả ếch về mình nuôi đây các bạn ơi. Thôi, mình xin chào các bạn nhá.